chào mọi người. Ở video trước mình đã hướng dẫn mọi người móc xong hàng móc thứ 7 của phần hình trái tim của gấu. Thì đến với video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người móc lên hàng móc thứ 8 của hình trái tim này nha. Lên hàng móc thứ 8 thì trước tiên mình sẽ móc 3 mũi móc đơn. Sau đó móc 2 mũi móc giảm. Tiếp theo, mình móc 6 mũi móc đơn. 2 3 4 5 và 6. Sau khi móc xong 6 mũi móc đơn này thì mình móc tiếp 2 mũi móc giảm. Một, hai, và đến đây là mình còn 3 chân mũi cuối cùng. Mình sẽ móc 3 mũi móc đơn vào 3 chân mũi này nha. Móc xong thì mình móc mũi chuột để kết hàng và lên hàng móc thứ 9. Ở hàng móc thứ 9 thì trước tiên mình móc 2 mũi móc đơn. Sau đó móc 2 mũi móc giảm. Một, hai. Tiếp theo mình móc tiếp 4 mũi móc đơn. Sau đó mình lại móc tiếp 2 mũi móc giảm. 1, hai, và đến đây thì mình còn 2 chân mũi cuối. Mình sẽ móc vào 2 chân mũi này 2 mũi móc đơn nha. Sau khi móc xong thì mình móc mũi trượt để kết hàng. Đến đây thì mình sẽ nhồi bông nha. Mình sẽ nhồi bông vào hình trái tim này. Khi nhồi thì mình sẽ nhồi đều cả ở hai bên của hình trái tim nha. Sau khi nhồi bông xong thì mình sẽ tiếp tục móc lên hàng móc thứ 10. Ở hàng móc thứ 10 mình sẽ móc 6 mũi móc giảm nha. Một mũi. Hai. Bốn, năm và sáu. Sau khi đã móc được 6 mũi móc giảm này rồi thì mình sẽ móc vào chân mũi đầu tiên một mũi trượt để kết hàng. Sau đó thì mình sẽ cắt một đoạn len dài một chút để khâu dấu len nha. Mình sẽ sử dụng kim để khâu viền và khâu dấu len cho hình trái tim. Trước tiên là khâu viền, mình sẽ khâu qua 6 viền ngoài của 6 chân mũi nha.
Sau khi đã khâu được 6 viền rồi thì mình rút len, sau đó đâm kim ngược lại vào trong và khâu dấu len nha. Và sau khi khâu dấu len xong thì mình cắt phần len thừa đi. Tiếp theo là dán hình trái tim này vào gấu nha. Để dán hình trái tim thì mình sẽ lật mặt mà có hình có những mũi kết hàng như thế này, mình sẽ dán ở đây. Tiếp theo là dán vào chính giữa gấu nha. Mình sẽ giữ để cho keo khô. Sau đó bôi thêm keo ở viền để cố định. Sau khi dán keo xong thì mình cũng đã hoàn thành được hai bé gấu móc khóa đôi rồi nha.